Rồi, ok. Như vậy với một chiếc máy tính, ở đây là thầy chưa có CSS chưa có CSS. À, để thầy bỏ cái code chỗ này tí xíu nào, bất tâm 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 bỏ cái này đi. Rồi, ok. Rồi, như vậy với cái máy tính này thì chạy khá là đơn giản, chưa làm gì hết, chưa có CSS gì hết. Bây giờ cứ mỗi lần thôi, tập trung tí, cứ mỗi lần mình click chuột vào các vết tầm này nè thì việc mình nghĩ đến đầu tiên là mình sẽ lấy cái gì? À, lấy giá trị mình đang click là số hay là toán tử hay là cái gì đó. Ok. Như vậy thầy sẽ thử click chuột, các bạn nhìn nha. 1 2 3 cộng trừ 6 9 x. Nhưng mà trong cái code của thầy, trong cách vết tầm này, thầy không hề đặt một cái on click nào cả. Vậy làm sao mà thầy lấy được mỗi lần thầy click vậy? À, ok. Vì giả sử chỗ này chúng ta đặt cho nó một cái ID. ID là view kết quả. ID của chúng ta là view kết quả. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ thực hiện một cái đoạn script mà nó sẽ lấy tất cả những cái sự kiện của đối tượng element by tag name, đối tượng ở trong trang của mình có rất nhiều đối tượng, tức là bottom có input, có b, có tất cả những cái gì mà cấu thành một cái trang, và mình lấy những cái nào mà có cái thẻ là bottom, chỉ có lấy thẻ bottom thôi. Như vậy khi mà bạn chọn cái get element by tag name này nè thì nó ra cho mình một cái giống như là một cái mảng gì đó, giống như là một cái mảng, được chưa? Và nếu như các bạn muốn tham khảo thêm thì các bạn sẽ có một cái đường link trong này. Cái trang này rất là hay, thầy thấy cái trang này nói về cái ngôn ngữ chúng ta học khá là đầy đủ, thì các bạn tham khảo thêm ở trên trang này, chắc là các bạn cũng biết đúng không? Trên trang này nó sẽ cho mình biết là cái phương thức này làm cái gì. Phương thức này trả về tập hợp tất cả các phần tử có trên thẻ, trong trang có tên thẻ được cung cấp khi gọi phương thức. Một đối tượng not list, giống như array list gì đó, kiểu kiểu vậy. Rồi. Và chúng ta sẽ duyệt hết cái mảng đó, duyệt hết cái list đó. Và chúng ta sẽ lấy cái sự kiện, cái này là chúng ta sẽ lấy cái sự kiện. Ha, event lấy sự kiện. Sự kiện gì? Click. Còn nếu như các bạn sau này muốn lấy sự kiện là change chẳng hạn, ví dụ như test, bạn lấy là input, input mà với cái kiểu là test, type test, và khi change thì làm cái gì, vân vân, thì các bạn sẽ lấy cái sự kiện ở đây. Và chúng ta sẽ viết một cái hàm. Viết một cái hàm xử lý event. Và với cái console log thì chúng ta sẽ lấy cái sự kiện đó ra. Và chúng ta get cái tên của nó, cái giá trị của nó. Get giá trị của nó. Bây giờ thầy xuất cái giá trị đó ra. Hoặc là nếu mình không xuất mà mình muốn gán cái giá trị đó cho cái input này được không ta? Gán cái giá trị này nè. Thay vì mình xuất ra một cái backup mà mình gán cho nó được không ta? Làm sao nào? Gì đây?
Hồ Chí Minh chấm get element by ID. Mình sẽ đưa cái ID view kết quả chấm chấm gì, thử coi nào. Thử coi ha. Chưa có. Vậy sao ta? Vậy chỗ này xài gì? Rồi, thêm thì chỗ này mình muốn hiển thị một cái dữ liệu vào trong cái giá trị của cái test này thì làm cái gì? Thử tiếp ha. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta đã có, các bạn nghiên cứu tiếp chỗ này giùm thầy. Trước tiên là chúng ta đã có được cái giá trị mà mình nhận về. Thì bắt đầu mình đi xét cái giá trị nhận về này. Nếu như giá trị nhận về mà nằm trong khoảng từ 1 đến 9. Đúng không nào? 1 đến 9. Thì chúng ta quay lại một cái vấn đề là chúng ta dùng cái xích key đa lựa chọn cho nó nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta đều xử lý chung một cái. Và chúng ta xét nếu như số 1 bằng rỗng, hoặc là nếu như toán tử bằng rỗng thì cái mà chúng ta lấy được đó, chúng ta gán cho số 1, cái mà hồi nãy thầy giới thiệu từ đầu đó, đúng không? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu suy nghĩ tiếp nè. Vậy chỗ này tạm thời chúng ta chưa làm cái này, chúng ta sẽ làm tiếp. Mình sẽ dùng cái sheet. Sheet cái gì? Value làm gì ta? Sheet K 1 2 chấm. Tại vì cái này nó hay nhảy đúng không? Chúng ta 2 2 chấm. Hoặc là các bạn sẽ dùng một cái cách nào đó khác, tùy. Tại vì ở đây mình có bao nhiêu giá trị? 1 2 9 đến 0 và cộng trừ nhân chia. Thì chúng ta làm cách này cũng được, đó là một cách thuần túy mà chúng ta đang sử dụng là sheet key đa lựa chọn. Thầy ví dụ cho các bạn cái đa lựa chọn luôn. Ví dụ như vậy, bây giờ chúng ta thử ba số thôi. Nếu như mà bấm vô 1 2 3 thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kiểm tra nếu mình ở trên này mình có thể khai báo một cái biến. Hồi nãy mình nói là số 1 bằng đó. Số 2 bằng rồi toán tử bằng, mình có ba cái này, lúc đầu mình vô mình sẽ khai báo như thế. Mình sẽ kiểm tra nếu như cái toán tử của mình mà bằng rỗng thì việc tiếp theo của mình là làm cái gì? Chúng ta sẽ lấy cái giá trị đó cộng vào cộng vào số 1, lấy value cộng vào số 1. Còn không, nếu như mà cái toán tử của mình mà không rỗng thì lấy value cộng vào số 2.
Ok, rồi. Chỗ này tức là chúng ta làm hết tất cả các số từ 0 cho đến 9. Rồi chúng ta break. Rồi một cái case gì nữa? Nếu như dấu cộng. Chỗ này coi chừng nha, cái value của mình số hay là chữ, nếu cần thì mình sẽ làm gì ta? Mình kiểm tra trước đi. Hai ọt. Đó, nếu cần thì mình sẽ kiểm tra cái này trước. Coi thử là nó làm sao. Đó, nếu cần chúng ta kiểm tra cái này trước, coi thử cái kiểu của cái đối tượng mà chúng ta nhận về nó là cái gì. String, string, string. Như vậy thì chỗ này mình so với số 1 có vẻ là chưa ổn rồi. À, chuỗi 1 ha. Chuỗi 1. Chuỗi 2. Chuỗi 3. Rồi. Nếu như là phép cộng hoặc là phép trừ, phép nhân, phép chia. Đó, thì chúng ta sẽ làm gì ở trong này? Thì chúng ta sẽ xử lý tiếp. Được không? Ok. Tạm thời đến đây. Các bạn sẽ viết cái đoạn này vô giúp thầy để hiểu được là mình sẽ xử lý một cách tổng hợp vậy cho nó nhanh. Chứ nếu mà mình viết on click trong từng cái nút thì nó rất là lâu. Chắc chơi cái code lại giùm thầy đi nào. Mình viết từng cái nó lâu lắm. Nãy em viết ở dưới là em viết làm sao? Hả? Thầy cấp chơi lại đó nha, thầy không chuyển code nha, các bạn cấp chơi lại được chưa nào? Rồi xây dựng dần dần đi rồi.